Chúa Phụ là con của Thượng Đế, một trong 12 người con, có bi chí dũng, cha mới gửi xuống. Và ngày xưa lúc mà trong kinh của Đức Thầy và sư giải bán khoai có điều nói, Chúa Phụ là người sinh ở vào tận thế, không có giống như thời Đại Hồng Thủy Noa hay là thời diệt chủng khủng long. Chúa Phụ sinh để sàng lọc, khóc sinh ra sàng lọc, cho nên hôm nay nhân loại mình mới mới qua cuộc sàng lọc, qua nạn Covid, rồi sẽ xảy ra chiến tranh, rồi tất cả những cái ác trên thế gian này từ từ sẽ bị tiêu diệt hết. Thì năm cái ác sẽ cùng đi một lượt để cho cái thiện nó trở lên lại. Đó là mục đích cuối cùng. Thế giới này còn sự bất công, thiên tướng kiệt này sẽ không có về trời, không thành Phật. Mà hôm nay kinh Địa Mẫu có nói, mẹ sẽ cho sư phụ về đứa nào đọc kinh Địa Mẫu mỗi ngày, trong đó có tên, có nói gì sư phụ nhiều à. Là gì? Không còn, thứ nhất, búa liềm sẽ sang trang, là bốn nước cộng sản cuối cùng sẽ đi. Thứ hai, những nhà độc tài, những quốc gia độc tài cũng là ác sẽ đi. Thứ ba là cái khối mà tiền tệ quốc tế mà tiền đen á, mà để mà khống chế thế giới này giống như kiểu giàu có Bill Gates rồi đó, cũng sẽ đi. Và những quốc gia cũng như Ả Rập Saudi hay Dubai mà chùm khăn mà binh tụi Iran rồi đó, rồi khủng bố rồi đó, tức là nguyên một cái khối đó cũng lẻ cũng sẽ đi. Rồi đầm lầy của Mỹ cũng sẽ ra đi. Ông Trump sẽ kể bạch mã xông pha vào tòa Bạch Ốc, dầu cho bị muôn trùng kiếp nạn,